Chào các bạn, thì đây hôm nay mình có mấy cụ phát cụ làm động cơ kéo này các bạn. Thì cụ này là 3 kg tua 3.000, còn cái cụ này là cụ 2 kg tua 3.000. Đây các bạn xem thông số của nó đây. Ba ngàn min 2.000 W, cái watt nó hơi nhỏ đấy. Còn cái con này là 3 kg tua 3.000, thì các bạn về dùng làm động cơ kéo nha. Động cơ kéo thuyền bè gì cũng được. Con này 2 kg. 2 kg loại mặt bích 10 13 cm. Những cái con như thế này là loại nhỏ gọn các bạn, về lấy làm động cơ kéo hay là phát điện nhỏ nhỏ cũng được. Đây, chiều dài nó là 17 cm, bề ngang là 12 cm. Đây mình đo con này 12 cm. Còn con này 2.000 W này, bề ngang của nó là 10, bề dài của nó là 10, 16 các bạn. Con này 16, còn con này bề ngang nó là 13, mặt bích 13 vuông, chiều dài của nó là 18 cm. Đấy, con này mình đã đấu ra phát điện rồi, đấu ra phát điện một pha hoặc hai, này là 2 kW mình đấu ra để chạy phát điện. Còn những cái con này mình chưa đấu nhé, cái này là để cho các bạn chạy chạy tua nhanh, đi làm động cơ kéo hoặc là chạy xuồng, chạy điện áp thấp này kia đấy. Thì đây thì mình cũng có phát điện các kiểu, thì các bạn cần đến cái loại nào thì cứ liên hệ mình. Nhưng cũ này mình các bạn nào cần thì mình mới đấu. Loại này cốt 55. Đây, nó còn 5,5 kg thì nó cũng bằng cốt đây đây. Con này hiện tại không có, nó không có bùi ly giống như con kia. Này thì 4 kg 4 tua 1.000. Còn những cái dòng 7 kg này kia em có đầy đủ hết đây. Động cơ kéo cái thứ gì đều có, phát điện 18 kg. Đấu ra một pha 380 hoặc là 3 pha 380 hoặc là một pha 220. Tua 500 vòng. Còn như loại này thì mình ra 680. 680 loại 10 cực từ. Còn cụ phát này là tua 1.500. Đấu đấu ra là tua 1.500 trên tem. So với trên tem, này là 15 hoặc 22 kg, hai con này nhỉ? Nặng 68 kg. Con này 15 kg này. 15 kg. Đây, 15 kg, nặng 95 cân. 15 kW. Đã đấu ra 3 pha 380. Đồ thì đây có. Hiện tại giờ khan hàng thì mình cứ còn nhiêu đây hàng thôi. Các bạn cần con nào thì liên hệ mình.